Mình là Kiran và đây là video tóm tắt 100 ngày Minecraft sinh tồn siêu khó trong thế giới rồng cùng thằng bạn thân. Hôm nay thì mình và Kuro lại tiếp tục sinh tồn 100 ngày trong một cái thế giới toàn rồng là rồng. Ngoài ra thì trong thế giới này còn rất là nhiều những cái loại công trình. Bên cạnh đấy thì cũng có rất là nhiều những cái loại quái cực kỳ trâu ngồi canh cái công trình đấy. Và trong 100 ngày này bọn mình đã đi khám phá khắp mọi nơi. Bọn mình đã tạo ra những cái cánh cổng dẫn đến thế giới khác, giàu quá trời giàu nhưng mà quái thì cũng quá trời mạnh luôn. Bọn mình đã kiếm được một nơi ở, nuôi những con rồng cute phô mai que và tiêu diệt những con rồng tàn ác. Và diễn biến chi tiết như nào các bạn xem video sẽ rõ nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Ngày đầu tiên bọn mình được sinh ra trong một cái vùng đất khô cằn. Mình đã định gào thét là tại sao lúc nào Kuro tạo map nó cũng xui như thế. Thì mình đã phát hiện ra ngay cạnh bọn mình có một ngôi làng. Và ngay bên cạnh đấy còn có một ngôi nhà nhìn kỳ bí nữa. Ông đi đâu đây? Ê! Kim cương này! Ê! Kim cương này Kuro! Kim cương đâu? Kim cương đâu? Đây! Kim cương nhiều quá trời này! Đâu? Nè! Cái này chế tạo ra kim cương này. Đó! Chế tạo đi! Rồi! Chế tạo đi! Nhìn đi! Mắc nhìn tôi. Mới giờ là chơi cái trò đó rồi. Trò gì mà thì tôi bị lừa đi, ông cũng phải bị lừa giống tôi cho huề chứ. Thực ra là mình cứ tưởng cái ngôi nhà đấy có cái gì xịn lắm cơ. Lại đến nơi thì mới biết nó là cái nhà hoa. Thì thôi mình dụ Kuro ra đấy, mình quay lại cái làng lụm cho dễ. Trời ơi nó gì? Nó vô cái làng nó càng quét hết luôn các bạn ơi. Trời đất ơi. Không có càng quét hết nha, tôi lấy cà rốt nha, tôi không lấy lúa nha. Ừ đúng rồi, lúa nó còn sống mà lấy làm chi. Trời ơi. Tôi phải gọi ông qua kia để ông không lấy á. Hòa nha. Không khỏe. Hòa rồi. Đi đào đá thôi. Ôi tối quá ông ơi, Ừ. Ôi thằng nào tắt đèn ấy, ơi thằng nào tắt đèn này, tối quá. Ây à, tối quá, không thấy gì hết trơn á. Trời ơi, tối quá trời đất, trời ơi. Tối quá. Thằng nào tắt đồng. Đèn tối quá. Tôi ước gì có con rồng nó cắn đầu ông đi. tối quá trời ơi. Người thằng ác tôi sống thảnh thơi. Đúng vậy, bắt được cái bàn chế tạo nào để quên. Ủa, của tôi đó ba, có cái bàn chế tạo thôi không lấy nữa. Sau khi chế tạo được một vài công cụ gỗ thì mình đã tiến vào một cái tòa tháp cạnh đấy. Nhưng mà mình nhận ra là công cụ gỗ quá yếu ở đấy những cái tòa tháp như này. Tại vì ngay tầng 1 thôi thì mình đã gặp những con nhện trông nó kinh khủng thởm đó. Lên những tầng trên thì chắc mình không thể nào ăn lại đâu. Ui, cái gì đây, con gì đây, mày là con gì? Con nhện, đau quá. Và thế là mình đành áp dụng những cái công thức mà từ ngày xưa lúc mới tạo kênh này mình đã làm rồi. Đó chính là đi làm gì chắc các bạn cũng biết rồi đó. Lâu lắm rồi mới được hành nghề. Ôi trời, sắp giàu rồi. Ừ, giàu chưa, khi nào giàu? Sắp giàu, cứ đợi đấy. Khiếp, đánh được cái tòa tháp nhặt được toàn rác không? Ôi giời ơi. Thật là thất vọng khi đánh cái tòa tháp đấy. Giàu quá trời. Tôi mới giàu nè. Ừ, thấy là muốn nghỉ game rồi đó. Tôi lại tiếp tục. Cái tòa tháp đó không có gì đâu. Cứ đợi đấy, lúc tôi giàu thì đừng có xin, hiểu chưa? Trời ơi. Nghèo chết được. Không có miếng kim cương nào cả. Không phải nói chứ xui ơi là xui luôn. Phải lâu lắm rồi mình mới được quay lại cái game này để mà hành nghề. Và không hiểu sao những cái tòa tháp mà mình hành nghề nó nghèo ứ chịu được. Những cái thứ mà mình lấy được từ nãy đến giờ chỉ là một vài cái món đồ sắt thôi mà nó cũng không đầy đủ nữa. Còn riêng cái khớ Kuro thì đi đâu cũng là cái nhà giàu cả. Lụm tha hồ mà lụm. Lụm quá trời lụm luôn. Nhưng mà không sao, ngay sau đấy thì mình đã được đền đáp bằng những cái thứ xịn xò hơn, không phải là những cái tòa tháp phế vật nữa. Và thậm chí mình còn kiếm được một quả trứng rồng đầu tiên nữa cơ. Ê, xuống mắt mới thì tôi trộm toàn những cái chỗ nghèo khổ ấy. Đây, tôi cũng có cái nhà. Không chịu được cái kiếp nghèo khổ này. Nhà này có cả bánh kem đồ ha. Hơn thằng kia một tí, thằng kia được cúp sắt thì mình được cúp sắt phù phép. Hợp lý. Hơn đâu mà tôi vui rồi. Hay lắm. Hay chú, xíu. Hay lắm thằng khốn. Xíu. Đây rồi, có cái nhúng đồ ăn rồi. Xíu. Xíu. Ê, chỗ này mình có quá trời khách luôn á. Mình là được bàn phục phép đó ông ơi. Kệ ông, không chơi với ông nữa. Bảo rồi, tôi không thích ông, ghét ông rồi. Ê, bên này. Không về gì. Không có gì. Không có gì hết trơn á. Không có gì đâu. Không gì là tốt. Không có gì ở đây nha. Không có gì ở đây. Không có gì hết trơn á. Oh my god. Oh my god. Siêu. Hết siêu rồi. Sau khi đã ăn trộm được khá là nhiều những đồ ngon nghè rồi thì bọn mình cũng tách ra để mà đi riêng. Lúc này thì mình vẫn đang dỗi cái khứa kia, tại vì ông ấy bảo là cái mốt này nghèo là do ông ấy cố tình làm thế để mình không trộm được. Thế cho nên là mình dỗi luôn, mình đi một mình luôn, không thèm chơi chung nữa. Và sau khi đi hành nghề xung quanh thì mình thấy nó nghèo quá trời nghèo thì mình cũng chẳng thèm hành nghề nữa. Mình quyết tâm tự làm tự ăn luôn. Mình chui xuống dưới hang, mình tự đào khoáng sản, mình tự đào đồ luôn. Tầm này không trông chờ gì bố con đằng nào nữa. Toàn lừa thôi, tự làm mới tự giàu được. Siêu.
Gì ghê à, có kim cương hả? Nhặt được cậu viên rồi. Siêu. Ôi trời ơi. Hát khói ghê à. Kệ tôi ấm, tôi lạnh quá, tôi tắm lava thì cho ấm kệ tôi. Ừ. Ra vậy. Ừ, vậy đó. Ui siêu. Đấy rồi. Ui trời ơi, giòn giòn quá trời giòn. Nó phải là như thế. Ui, lại xíu phát nữa, xíu. Ôi ôi quá giòn luôn. Chuyến đi đào khoáng sản này, ngoài việc mình đào được rất nhiều kim cương thì mình còn đào được một cái loại quặng đặc biệt giúp mình chế tạo ra được một cái đôi cánh. Và đôi cánh này thậm chí có thể giúp mình bay được cơ. Và ở trong cái thế giới này nếu mà không có đôi cánh thì sẽ rất là mệt mỏi. Thì Kuro cũng là một ví dụ điển hình đó. Mãi đi ăn trộm cho cố vô, hành nghề cho cố vô. Xong cuối cùng đêm đến thì bị mấy con quái đuổi cho chạy sấp mặt, xong còn gọi mình về cứu chứ. Nhưng mà dễ gì tôi cứu. Ừ, thì mình về thật đấy, nhưng mà là về để khịa nha các bạn. Con Ripper nó chạy xuyên tường luôn ơi. Âu vải à. Ôi con nhện mắt xanh. Ôi con nhện mắt xanh. Ôi con nhện mắt vàng. Ú ngủ ông ơi. Ôi con Ripper màu xanh. Ông ơi. Cái con Skeleton cầm cái kiếm kim cương mặc full giáp sắt. Đâu mang thằng Kuro đến đây. Trời đã sáng rồi, trời đã sáng rồi. Là ông chui cho cái nấm mộ này hả? Trông hèn con người ra đấy. Ờ con Ripper nó nổ cái tên đó trong này luôn. Hèn quá em ơi, dậy đi. Ủa có cánh luôn à. Ui. Để cho ông này nè. Chả cần cái gì cả, tôi thấy ông bị kẹt đây tôi mừng rồi. Đừng cho ông ở đấy chơi mình, tôi đi kiếm ít đồ đi. Ui. Ui quái à. Ơ, ơ, trời ơi. Ui, cái gì đây? Ui, nó vừa làm cái gì hả? Nhanh lắm, không nhìn được luôn. Thì nhanh lắm, nói rồi. Ảo tôi đấy, xong mắc gì ở trên này con gài á. Và với đôi cánh này thì mình có thể di chuyển dễ dàng hơn để mà đi hành nghề. Vẫn là hành nghề thôi. Nhưng mà lần này sẽ là hành nghề trong những cái tòa tháp của những con lính mạnh hơn. Và tất nhiên là lính mạnh hơn thì đồ trong này nó cũng xịn hơn rồi. Và mình phải sử dụng đôi cánh để mà đi chôm trong những cái tòa tháp mạnh này. Tại vì những con lính ở trong đây nó quá là kinh. Nó combat như Florentino á, chống không có nổi luôn á. Bắn này. Đấy rồi. Giòn đi đâu. Và sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng khám phá thì mình lại kiếm thêm được hai cái tòa thành nữa. Và hai tòa thành này có vẻ giàu hơn những cái tòa thành trước. Ui đấy rồi, tiền bạc tiền vào như nước. Ây, từ nha, tiền vào như nước nhưng mà ăn mũi tên cũng như nước luôn đấy. Ông ơi con rồng này ông ơi. Chúc ông may mắn. Tôi xin lỗi. Ừ mày trâu á, mày trâu á, rồi mày chống lại được lava không? Mày trâu đó, ừ mày trâu đó, rồi mày có sống nổi không trâu không? Quá trời châu. Tưởng như nào trâu. Sao toàn thứ tào lao này ba? Phế à? Mắc công đánh nguyên cái thành trả được cái gì? Mà đúng như mình đã nói, những cái tòa thành nào cảm giác càng giàu thì những con lính canh trong đấy nó càng ghê gớm. Trong cái tòa thành tiếp theo của mình kiếm được thì đồ trong đấy nó ngon hơn thật. Nhưng mà cái đám lính trong đấy nó không phải là nó chém đau nữa mà lần này nó bất tử luôn rồi. Mình không hiểu nó mặc cái thứ ôn gì mà nó khỏe ứ chịu được, chém hoài nó không có chết luôn. Ây yo, what's up? Ôi nó tự làm hàng rào, nó tự nhốt nó luôn này. Mình thích thế nhở? Bọn này thông minh đấy, 10 điểm. Bạn rất thông minh. Hy vọng kiếp sau bạn sẽ thông minh hơn. Chứ đừng có tự nhốt mình như thế này nữa. Ừ nhưng mà bạn trâu thật đấy, đánh mãi bạn không chết, vai nổi. Ây, các bạn cũng đông đấy. Ừ nhưng mà các bạn thiếu một cái, các bạn biết là gì không? Là trí thông minh. Các bạn tự làm chuồng, tự nhốt các bạn luôn. 10 điểm. Ủa nhưng mà nó trâu thật đấy, đánh mãi không chết luôn này. Ui ui, nó leo được cầu thang. Ui. Ủa, mày ra đây, không mày ra đây. Mày không ra đây. Ra đây, đông đấy, nhưng mà ra đây. Ui, càng đông càng tốt. Ui, đánh hết chỗ này là mình làm được bộ giáp siêu xịn luôn này. Trời ơi, đánh nó đến mai nó không chết luôn á. Trời ơi, đánh nó được tận một máu trâu vậy. Sao bao giờ đi mày chết, trời ơi. Ui dồi, bổ bằng rìu cũng có một máu rồi. Nghiệp cuộc đấy. Bỗng, bong một máu. Ôi bao giờ thì mày chết. Sao cái mũ này của nó được có hai giáp mà sao nó trâu vậy hả? Ảo thật đấy. Thì có thật sự là hai giáp không? Đây là bản nhạc chém mấy anh kỹ sĩ lo-fi cực chiêu. Chém trầm cảm vậy luôn. Chém nằm, chém đứng, chém ngồi, chém bò hay chém kiểu gì nó cũng một đam. Sắc nét 5. Xíu. Sắc nét 5. Trong cái này là cái gì? Xíu. Ui bọn này nó còn trưng sẵn giáp ra luôn này bọn này. Oh my god. Siêu. Cái này hơi bị siêu luôn này. Siêu. Ây.
Vậy mà cách bay luôn cái lều về nó luôn này. Ôi ôi, người tàn ác, thường nó sống thảnh thơi. Không cố ý ba. Và tất nhiên rồi, không thể nào mà cản bước được mình. Kể cả những cái tòa thành nào có những con lính canh cực kỳ trâu hoặc là cực kỳ khỏe, hay là nó chém đau hay là nó máu trâu thì mình cũng không quan tâm. Mình vẫn dùng mọi cách để mình chôm hết đồ cho người đấy. Chẳng qua là mình còn muốn lấy hay không thôi. Cái tòa thành này chủ yếu nó toàn là thịt, thức ăn, khiên và vũ khí. Cảm giác đương nhiên là tòa thành để chiến đấu ấy, thì mình cũng chỉ lấy một vài món cho mình đi thôi. Nhưng mà tiếp theo mình đã kiếm được một cái tòa thành mới. Nơi này cảm giác như cái kho chứa gì đấy á. Trong này có rất là nhiều những cái thức ăn và rất là nhiều khoáng sản. Và tất nhiên là trong này cũng có rất nhiều lính canh và rất là trâu rồi. Và để mà khoáng được hết cái đống đồ ở trong cái tòa thành này về thì mình đã mất rất nhiều công sức. Lâu không hành nghề cho nên là bị lụt nghề rồi các bạn ạ. Chơi mà giận. Giận không chơi nhung nhau nữa. Hay giận đâu. Giận đâu. Không giận thì quay lại đây. Đấy, chứng tỏ là ông giận tôi. Mình không có quen bạn. Đấy. Mình không quen bạn. Xíu. Không quen. Xíu. Đây rồi. Ôi trời ơi. Đi xuống. Đi xuống. Nghe. Đi xuống. Đi xuống. Mày có đi xuống không? Xíu. Tao cũng không quen tụi bay. Biến. Xíu. Đây rồi. Xíu. Mày ở đâu ra hả? Cái gì đây? Ôi trời một tí đồ bọn này mà đáng sợ thiệt. Bọn này đau lắm ông ơi. Ta mình có tháo vàng mà. Đã đến lúc phải đầu tư rồi. Đầu tư mình có lãi được. Đợi tí tôi mang bất ngờ về cho ông. Đúng rồi, thằng nào làm mình hiên cửa sổ đúng lúc lắm. Ừ đúng chỗ lắm. Ui đúng lúc đang đói. Đúng lúc đang đói luôn á. Xíu. Sao nó toàn ra cái thứ mình cần đây ta. Giòn đấy. Ui giời ơi, khỏi cần chặt gỗ luôn. Xíu. Ôi phi vũ trộm cướp đau tim nhất hành tinh. Đau quá à. Còn một máu chả thở. Thở không đều nữa. Và mình đã phải áp dụng rất là nhiều cách. Ví dụ như là bung nhà nó ra, xong là làm những cái đường hầm, xong đó leo lên cả mái nhà đủ các thứ cơ. Thì mình cũng chỉ lấy được một vài cái dương ở trên tầng 2 thôi. Mình biết là có một nơi là giấu rất là nhiều kim cương, nhưng mà thật sự luôn mãi mình vẫn không thể nào mà đột nhập vậy chỗ đấy được. Cứ sơ hở ra nó tát mình mất một đống máu à. Sợ thật. Chẳng sao nè. Mấy thằng con chặn đường. Mày xong rồi. Xong rồi, lấy hết. Nhà mày còn cái nịt, mày xong rồi. Ôi, xong. Và sau khi hành nghề chôm được một số lượng nhất định thì mình cũng làm được một bộ giáp kim cương để mà có thể tiếp tục chôm đồ một cách an toàn hơn. Và giờ thì đám này thực sự bất lực rồi. Đã có giáp mạnh rồi thì sao mà cản bước được mình nữa. Và thế là mình đã đột nhập thành công vào cái chỗ chứa kim cương của bọn này. Và mình khoáng hết luôn, không sót một viên nào luôn. Không để chừa cho cái gì luôn, chừa cho cái nịt. Đây rồi, xíu. Đây rồi, cái bẫy đúng không? Ừ, tao để ra cái bẫy này luôn. Bẫy này gì bẫy. Ôi, cái bẫy còn thằng nào còn trốn mất ra ba ở dưới. Xíu. Đây rồi, nó đây rồi ông ơi. Cú đuôi. Xíu. Ui. Xíu. Xíu khí khô. Siêu đi, siêu đi. Siêu đi cho cục kim cương. Tôi có kim cương ở nhà hơi nhiều rồi. À thế thôi. Sau khi kiếm cũng đủ số lượng đồ để sinh tồn rồi thì mình quyết định quay trở về để mà sống chung với Kuro. Kuro có kiếm được một cái ngôi nhà giữa một cánh đồng khá là đẹp. Ở chỗ này nó khá là yên bình, phù hợp với tính của mình cho nên là mình quyết định ở đây luôn. Các bạn thấy không? Vừa yên bình vừa thơ mộng luôn. Kiểu tôi đào. Con báo đào, trời ơi. Báo đời báo đốm trời ơi. Đấy, yên bình thế còn gì nữa. Sau khi Kuro đã tạo ra một cánh cổng địa ngục thì mình đã dùng kế để mà đi qua bên đấy. Mục tiêu của mình qua bên này đó chính là đào một vài cục thạch anh. Sau một hồi nghiên cứu thì mình đã tìm ra được một cái bí quyết làm giàu siêu tốc luôn. Đào đủ số thạch anh thì mình cũng về nhà mình làm luôn hai cái que. Và từ cái que này mình đã làm ra được một cái bật lửa hàng hiệu để mà chế tạo cánh cổng ra thế giới kim cương. Nó là một cái thế giới toàn là kim cương luôn nha các bạn. Khoái chưa? Siêu, đây rồi. Nó đây rồi. Kuro ơi, đây rồi. Siêu. Giàu rồi bà con ơi, giàu rồi, trời ơi, xíu, xú, hả, đây rồi, xú, Kuro ơi, cái gì, xú, tôi nghĩ là ông sẽ rất là thích nơi này, nơi nào đấy, ơi, cái gì đây, dưới đây nguy hiểm vậy, siêu cái gì mà siêu, ui, nó nổ đùng đoàn đấy, ôi, cái thế giới này giàu nhưng mà không ối trời ơi lắm cơ. Về về đã từ. Và do nó là thế giới kim cương, với cái độ giàu như thế thì như mình đã nói đó, theo như cái logic của mình đã nói thì đám quái bên đấy nó cực kỳ là khủng khiếp luôn, nó gọi là khủng bố luôn rồi. Mình đã là phải ngồi mà nghiên cứu tiếp và mình đã chế tạo ra được một cái hammer kim cương. Cái này sẽ giúp mình đào nhanh hơn để mà tẩu thoát khỏi cái đám zombie đấy. Và mình đã lấy luôn những quyển sách phù phép mình lụm được thì mà ép vô luôn. Nói chung là đầu tư thất tay luôn á, một pha đầu tư lấy lãi. Hoặc là các bạn cũng có thể coi đây là một cái phi vụ hành nghề, nó mang tầm cỡ thế giới. Mình trộm nguyên cả một cái thế giới kim cương luôn. Ôi giời, quá là ghê. Bây giờ thì
Đây rồi, siêu, đến lúc rồi. Là ông đang ở đâu? Từ từ, đợi tí tôi về tôi sẽ cho ông một bất ngờ siêu toa khổng lồ. Ui ôi ôi, siêu, đây rồi. Giờ ma mới cục kim cương lẻ này. Dòng này kia đang bị gì các bạn ạ? À? Nó có siêu thôi. Áo không thật. Cảm bạn nghèo siêu. Nghèo lâu ngày quá tự nhiên giàu, bạn hơi bất bỡ ngỡ. Ừ. Các bạn cũng nên chuẩn bị tinh thần đi. Nếu một ngày nào đấy giàu bất chợt các bạn sẽ không đỡ ở đâu. Trời ơi, kim cương thế này gọi là một rổ, nó một rổ. Rồi. Qua đây. Cái gì? Nhìn nha, nhìn đây trong áo, mùa mới nha. Nhìn cái gì? Có gì bất ngờ mà cho tôi? Xong đầu ghê à? Gì ba? Thiệt luôn. Ôi, còn mà lấy em, toàn tay qua tay lấy à? Thôi. Tham vọng của mình không dừng lại ở đấy. Sau khi mình đã có rất là nhiều kim cương để mà chế tạo công cụ, thì mình còn làm thêm một cánh cổng vào thế giới lúa nữa cơ. Tại vì bây giờ mình có đồ nhưng mà mình vẫn chưa có thức ăn. Bay trên thì cánh này nó rất là nhanh đói, cho nên là mình cũng cần lấp đầy cái bụng của mình đã. Và tất nhiên là mình cũng không thể nào mà ăn thịt thằng bạn thân của mình cho no được. Cho nên là mình cần nhiều lúa. Anh về với em rồi đấy, Kuro ơi. Có thể ông làm cái gì nhà mình banh chẳng bằng vậy? Một Ripper nổ chứ ai biết gì. Tính ra mình có một đống kim cương ấy, ông biết mình thiếu gì không? Thiếu gì? Thiếu cái quần què gì? Đợi, từ từ. Anh sẽ cho em một bất ngờ. Em hãy đợi đây. Bất ngờ đâu không thấy đi đâu nãy giờ. Từ từ, hãy đợi đây. Áo thật đấy. Từ từ nha, đợi đấy nha. Nhiều quá chứ tao không xuể luôn. Cái gì vậy trời, nhiều quá. Đây, bất ngờ của em đây. Ăn đi em, ăn lòi cuống họng em đi em. Ăn cho em tăng lên tỷ cân đi em. Còn đây em, ăn nhiều tự chế đi em. Chứ anh mỏi tay lắm rồi. Cái gì mà người chứ không phải lợn. Ăn đi cho nó tăng lên 1 tỷ cân đi. Thế là giờ mình okay. Có kim cương để dùng nè, có thức ăn để ăn này đó, là mình giàu lắm rồi đó. Ok. Chứ okay. Còn gì nữa. Ok. Không thấy nó cảm ơn gì cả mấy cái thằng này. Có cái nịt tôi cảm ơn cho đấy. Anh như con heo ấy. Tôi lấy về cho ông ăn mà cái thằng khốn. Tại dọn ra tôi ở riêng bây giờ. Ok, cảm ơn. Tôi cảm ơn. Thôi, tôi dọn đi tôi ở riêng đây. Tôi không muốn ở cùng với con người lạnh nhạt. Tồi thế. Tôi không muốn sống cùng một bánh người như mì. Thế. Bánh mì người ta đưa cho mình máy sát được rồi. Nó đưa cho mình bánh thầy kiện rơm luôn. Tôi đi kiếm người ấm áp tôi ở cùng đây. Không ở cùng với con người lạnh nhạt này đâu. Mà có ma đấy. Về nhà đi. Thế thôi về đấy. Chơi mà chơi dọa ba. Nhà ghê ba. Cái trời tối là nó sẽ xuất hiện đó ba. Ngủ lấy ba. Ngủ mẹ. Đi. Giường ông đâu? Tôi nhớ tôi để đây rồi mà. Cái giường ông đâu? Tôi mài lụm kim cương vứt đâu rồi đó. Một lúc sau thì mình thấy Kuro bắt đầu ấp trứng. Quả trứng của Kuro là gì mình cũng không biết nữa. Nó đen thuyền lùi à. Chắc còn nướng lên rồi xong còn mới ấp á. Trên thể thì mình cũng có quả trứng dùng nước thì mình cũng ấp luôn ở đây. Nhưng mà cái sàn mình dùng để ấp trứng là dùng kim cương nha. Khổ quá, nhà giàu dùng thạch anh ấp chiêu mới nữa. Dùng kim cương ấp cho nó giàu. Không hiểu sao nhà này giàu mà ông ấy tầm tiện ghê chưa. Water thì ông ấp dưới nước chứ, phải cho dưới nước nữa chứ. Khổ quá, nhà giàu cho nó sống trong kim cương cho nó quen dần đi. Mắc công sau này nó nở ra nó lại thấy nhà nó giàu quá nó ngợp. Đây người ta gọi là giàu từ trong trứng hiểu không? Trứng đồng nước mà ấp vô kim cương giàu quá mà. Giàu đó. Quá ai biết nói gì đâu. Đó, cho nó hẳn cái lồng kim cương luôn rồi chứ. Dòng mai kim cương tiếc gì. Nở đi mẹ sẽ cho con 1 tỷ kim cương để đi chơi. Chơi với bạn gái. Mình đã phải treo máy ở đây rất là lâu thì quả trứng của mình mới bắt đầu có dấu hiệu động đậy. Thì mình cũng biết là nó sắp nở rồi cho nên là mình dán lên máy quay vào nó luôn. Còn mình cũng ngồi nín thở mình chả biết nói gì luôn. Một lúc sau thì nó chui ra một con rồng cực kỳ cute. Và con rồng nó to bự chà bá luôn nha các bạn. Bự ôi giời ơi luôn, mình không nghĩ nó là rồng luôn. Mình còn tưởng nó là con tắc kè cơ. Đây rồi, ôi nở ơi nở ơi nở ơi nở ơi. Ây, cần cá không ơi chết ơi. Cá hoặc là thịt để thuần hóa. Thịt à. Vậy là cuối cùng thì mình cũng đã sở hữu một bé rồng nước cụ thể phụ máy què. Mình chế tạo thêm một cây vũ khí mới là Saber Kim Cương. Nói chung là bây giờ mình khá là đầy đủ rồi. Không còn thiếu thốn cái gì nữa. Cuộc sống ấm no đầy đủ quá trời. Uầy, ví dụ đây là ngoài đời nhỉ. Em đồng ý lấy anh chứ. Xong bố cô gái sẽ kiểu cậu có cái gì mà đòi cưới con gái tôi. Thế là ném cái đống này vào mặt ông bố. Ừ, may lắm. Đó, thì là ông bố bảo hà cháu hỏi nó mang về luôn cũng được. Thậm chí bây giờ với cái độ giàu của mình còn lấy cả kim cương để mà đi lấp thêm những cái hố bom mà Creeper nó nổ ra cơ. Đó trời ơi, cuối cùng mình cũng vượt nghèo thành công rồi, vượt khó thành công rồi. Những cái ngày đầu tiên nghèo quá trời nghèo, còn bây giờ thì lại giàu quá trời giàu rồi. Giàu quá nó cũng chẳng biết làm gì cơ các bạn ạ. Rảnh rỗi quá thế mình lại đi tìm những cái tòa tháp bên cạnh nhà để mà đi đánh con boss cho đỡ chán. Con boss đâu? Đây. Boss ơi, mang kim cương lên cho boss này, boss ơi. Kim cương này. Boss không lấy thì thôi. Không lấy thì mắc gì mày đánh tao mày. Mày đánh đằng kia kia, mày đừng đánh tao. Ai à, đau, ai à. Tòm. Hơi bị đau nha, tôi thấy là hơi bị đau rồi đó. Đúng rồi, cô rồi, đánh nó đi, tôi sẽ giúp ông. Đúng rồi, tôi sẽ giúp ông. Tôi sẽ giúp ông, cố lên. Cố lên, cố lên.
nó bắn mình và nó kêu giúp mình. Đâu thì bắn con này mà. Ok. Cô lên. Ê nó chết rồi, nó nổ á, chuẩn bị chạy nè. Nổ á. Ôi nhưng mà sao đồ nó nghèo vậy? Ủa sao đồ nó nghèo vậy? Khiếp thế, thế suy ra nó còn nghèo hơn cả mình nhá. Giết con boss được tận 6 kim cương, 7 kim cương. Quá ghê gớm. Ôi trời ơi. Vậy là giàu đó. À, là giàu rồi á hả? Giàu này. Lắm luôn rồi đó. Nè, cho mày đống kim cương này, cái đồ nghèo khó. Cục đá nghèo khó giữa mùa đông cô đơn. Và xong đấy thì bọn mình cũng chẳng thể mới đánh tháp nữa, tại vì cái tháp nó nghèo hơn cả bọn mình. Bọn mình giàu quá trời giàu, còn cái tháp nghèo quá trời nghèo đấy, mắc gì phải đi đánh nữa. Thế là mình lại quay trở về nhà, ngôi nhà yên bình đầm ấm của bọn mình, sống trong ngôi nhà ấm cúng ấm áp. Thì đấy là trong tưởng tượng và trong lý thuyết thôi. Còn thực tế thì mình chỉ vô tình, rất là vô tình, mình chỉ nựng nhẹ, mình xoa nhẹ đầu con rồng của nó thôi. Thế mà nó đuổi mình khắp 36 phố phường luôn, chạy không kịp luôn, chạy tọt dép luôn. Ôi trời ơi luôn. Báo quá trời báo. Ơ nó vừa cắn ông kìa. Ây da, thằng khốn mày. Ây da, ây da, thằng chết rồi ông ơi. Ôi ơi. Mày là chết đi. Nhốt nó lại trời ơi. Ôi trời ơi cái thằng báo nha. Trời ơi. Ông đứng một chỗ đi. Đứng thì nó giết tôi à. Trời ơi cái thằng báo. Trời ơi. Mày báo quá báo ơi. Ây da. Báo quá hay đâu ba. Nhốt chưa. Chưa. Trời ơi con báo. Mày nhanh. Báo nó vừa thôi. Sao rồi, sao rồi. Đấy, cái thằng... Ông thả ra, ông thả ra, tôi solo nó, ông thả ra. Thả ra, nhanh. Con rồng mà gáo quá chỉ báo lên. Mình sẽ không để con rồng của mình tiếp xúc với con rồng đấy đâu. Tại vì con rồng đấy là con rồng hư. Con rồng của mình phải là một con rồng ngoan. Thế cho nên là mình quyết định để con rồng mình ở đây, không cho nó tiếp xúc với con kia. Nhưng mà trước hết thì mình phải đập những cái lồng spawn đi cho an toàn con rồng của mình đã. Ban đầu thì mình cũng cứ tưởng con rồng của mình nó ngoan lắm cơ. Cho đến khi mình cho nó tắt chế độ ngồi, nó được tự do di chuyển thì... Đấy. Khiếp vừa đặt phát nhảy xuống đây tớp được luôn này. Ừ tớp chết nó đi. Mày đánh ngay. Mày đánh ngay. Mày nhồn. Đúng rồi đánh nó đi em. Đúng rồi đánh nó đi em. Đâu rồi chết. Nhưng mà đi xa xa quá ai đó rồi ơi. Dưới này này rồi ơi. Đâu rồi. Ủa nó đâu rồi ta. Ủa mất, nó mất máu ở đâu này ông ơi. Ây. Ây. Ây da nuôi con này đau tim quá. Nó cứ chạy đi đâu mà. Lon ta lon ton. Khổ ghê á. Ê ẩu ở đó ba. Đâu rồi. À đây. Nó chạy đi xuống. Săn. Nó chạy đi săn hay sao á. Xuống tận dưới này trời ơi. Ủa mày quá rồi ơi là rồng. Mà ngồi yên ở đây cho tao nhiều. Ê! Tao bảo ngồi yên ở đây cơ mà cái con đớ này. Trời ơi. Nuôi rồng tốn quá nhiều công sức. Thế là mình phải qua bên địa ngục để mình đi khám phá tiếp. Mục đích lần này mình qua bên địa ngục là chủ yếu lấy những cái cục magma để làm thuốc kháng lửa. Thuốc kháng lửa sẽ giúp mình đi đánh những con rồng khác. À không, ý mình là đi đánh những con rồng ngoài thiên nhiên thôi, chứ mình không có đánh rồng của Kuro đâu các bạn yên tâm. Mà bên địa ngục này có rất nhiều những cái tháp nó mọc gần nhau luôn á. Mà trong mỗi cái tháp sẽ có một quả trứng rồng magma. Nhưng mà bên cạnh đấy thì bên địa ngục này cũng có rất nhiều những con quái. Mà quái trong này nó kiểu ảo ma Canada lắm cơ. Cái này là cái gì? Ơ, dưới địa ngục có nước. What? Ui, cái gì đây? Ây à, cái gì đây? Mày là con gì? Ui, ui, ây à, tổ ong, tổ ong. Tại cả ong địa ngục ạ, cái gì đây? Ui, dưới địa ngục có nước này không? What the hell? Hay ta, hay ta. Ui, cái gì, ây à, con rõ ràng là xương đen nó lại cầm cung, what the hell? Anh trai ở Hải Phòng à? Được anh trai cầm kiếm chứ lại chơi cả khiên nữa, khốn nạn. Tôi không chơi với mấy anh trai nhá, mấy anh trai toàn chơi hàng nóng không à. Trong những cái tháp này thì tỷ lệ 100% toàn là những quả trứng rồng magma. Nhưng mà mình có thể lụm những quả trứng rồng này về để mà biến đổi gen cho nó. Hiện tại thì mình đã có một quả trứng rồng nước rồi, cho nên là mình muốn con tiếp theo của mình phải là rồng lửa. Và đơn giản thôi, việc của mình cần làm đó chính là đốt lửa xung quanh quả trứng rồng và đợi nó chín. À nhầm, và đợi nó biến đổi hệ. Đợi một thời gian mình quay trở lại thì nó đã biến thành quả trứng rồng lửa rồi, nó đỏ chét luôn. Cảm giác vẫn chưa đủ cho nên mình quyết định quay lại địa ngục để mình đi kiếm trứng rồng tiếp. Ngoài ra thì mình còn kiếm thêm que quỷ lửa nữa và mình lại tiếp tục đụng độ như con quái vật ở Malazada ở dưới địa ngục. Ui, mày điên. Ui da, con này mày điên. Ây da. Ui da. Ui da, uống xe không lái rượu bia. Ui dồi ôi. Gớm, chạy như con điên nữa, con gát này. Con gát nó chạy nhanh lắm. Ảo thật đấy. Cái gì trời. Hợp lý luôn. Giòn luôn đi chứ. Quá là giòn luôn. Ê, wait what? Ê, wait what the hell? Cái thật luôn á hả? Ba cái gần nhau luôn. Một, hai và ba. What the hell? Cô rồi. Gì ôi trời ơi. Tí gì đi. Tí gì ta. Đấy rồi. Ê. Có mà. Ê. Ê, có khi nào lại là một cái nữa? Oh my god. Xíu. Đây rồi, thấy rồi nè. Xíu. Đây rồi, siêu, trời ơi. Ôi quỷ lửa nó trong này nó cũng chơi đồ gì mà sao trông nó ớn nhỉ. Trông sợ luôn á.
con nào trong đấy cũng trông khiếp người. Lấy thêm mấy cái xong tôi về đây chứ dưới này nó hỗn độn nữa. Trông chả giống cái nào giống cái nào rồi. Ông cũng biết sợ sao. Sợ chưa? Tôi tưởng ông BD ông mạnh mẽ. BD mạnh mẽ quá trời ông. Ê! Ê cái con này mày báo, mày báo, mày tự mày báo nhà mày con khốn. Thế cái con quỷ lửa nó chọi một quả cầu duy nhất banh cái lồng nhà đó luôn. Báo. Mày con báo, quỷ báo. Mày con báo chứ quỷ lửa gì con. Vậy là cuối cùng mình cũng đã làm được một lô thuốc kháng lửa. Có được thuốc kháng lửa rồi thì mình dễ dàng tiêu diệt được những con rồng. Tại vì những con rồng xung quanh mình toàn là rồng hệ lửa thôi. Mà rồng lửa mà gặp thuốc kháng lửa thì đúng kiểu không còn tí sát thương nào luôn ấy. Đấy là mình nghĩ lý thuyết là như thế thôi. Còn thực tế thì nó còn có kỹ năng cắn cả hồ cấu đủ thứ cơ. Nói chung sát thương của nó vẫn rất là to. Chỉ là mình sẽ không bị gây khó chịu bởi cái lửa thôi. Nhưng mà do mình quên đủ thứ, chủ quan quá, chủ quan có thuốc kháng lửa, mình quên đủ thứ trên đời luôn. Là mũi tên táo vàng mình quên sạch, mình chả mang cái gì hết á. Thế cho nên là mình chỉ có cận chiến với nó thôi. Mà cận chiến với con rồng thì tất nhiên là trời ơi sao mày trâu vậy. Ây chết, quên mang mũi tên rồi. Ê à, no, quên mang mũi tên rồi không. Ây à, em trời ơi, ôi trời ơi, ôi đáng lắm. Sao quên mang mũi tên nhỉ, báo nhỉ. Cái đó là đáng nhưng mà báo. Ủa vậy, trời ơi. Ok. Mày trâu nữa, mày dậy mày gãy xem nào. Dương rồng đúng không? Cũng may là mình có đôi cánh, mình bay đi bay lại thì con rồng nó cũng không có tấn công được mình và mình đã tiêu diệt được nó. Con rồng này là con rồng màu đen và mình sẽ lấy được vảy màu đen với cả thịt rồng và trái tim của rồng nữa. Thịt rồng và trái tim của rồng thì lấy cho vui thôi chứ chả có tác dụng gì đâu. Ăn mùi nó cháy hết cả người mình luôn á. Mình sẽ lấy được bộ vảy thì mà về làm giáp, còn lấy được một cái đầu rồng thì mà mang về trang trí nữa. Trở về đến nhà thì mình thấy Kuro đang lấy hẳn kim cương ra để xây farm ạ. Không phải lấy kim cương mới xây farm luôn. Đúng người giàu trời ơi. Thế mà trước đấy bảo là không thèm dùng kim cương mình kiếm. Nhưng mà thôi cũng được. Sau này khi ông mới xây farm xong thì mình có thể dùng để mà farm ké. Giờ thì mình chỉ biết là mình đã có một bộ giáp rồng màu đen cực kỳ xịn xóa con bò rồi. Đây rồi. Su siêu. Tí gì toàn. Xây farm bằng kim cương luôn ghê ha. Dữ ha. Sao không nè, chưa phải chơi. Do là cái cánh cũ của mình nó sắp gãy cho nên mình đã làm thêm một cái cánh mới là cánh lửa. Và cái cánh này nó đẹp hơn cánh cũ cực kỳ nhiều luôn. Mình cảm giác nó ngầu hơn hẳn luôn ấy. Đúng là có tí lửa chùa vào trông nó mỹ phẳng luôn. Và sau đấy thì mình lại tiếp tục bay qua bên địa ngục. Lần này mục tiêu của mình là kiếm thêm những cái cục xương đen. Và những cái cục xương có tên là Winterbond. Nó sẽ giúp mình chế tạo ra một cái kiếm rồng. Nhưng mà cái tỷ lệ nó rớt khá là thấp. Đánh hoài em không mà rớt luôn. Bên cạnh đấy thì tiếp tục là những sự hành hạ từ những con quái vật ối dồi ôi bên địa ngục. Không hiểu cái đám quái vật bên địa ngục làm sao ấy, nó lạ lắm. Đám quái vật bình dương chứ địa ngục cái nỗi gì. What the hell, mỗi lần tôi đi kiếm cái gì bên địa ngục là tôi lại thấy quả trứng. Và một con gát bay rất là nhanh. Trứng nhiều mà. Khiếp quá. Ui gát đánh thương. Ê, ôi, cái gì đây? Gia đình nhà gát hả? Cái gì hả? Không sao đâu. Cố lên. Chịu. Có thêm tưởng không mà. Tôi chịu đây. Trông nó ớn được sự. Cái con quỷ con gát gì? Ừ, con quỷ con gát đi, không phải một con quỷ mà một đàn quỷ ấy. Rồi bắt đời heo nó đuổi theo tôi này báo thù này ông ơi. Cái gì vậy? Nhanh lắm. Nhìn những cảm giác kiểu nó chọi tôi phát tôi chết luôn đi. Sao con gát chơi kiểu chết đầu công hay la vào lấy đầu húc. Ảo luôn. Ha ha, tận lòng quen đây. Ui con này nó trâu. Mày ăn gì mày trâu vậy? Ê, cái gì vậy? Ây da, khổ sở được đúng một cái duy nhất. Ây, cái gì nữa vậy? Ui giời ơi, dồn dập luôn á. Thôi, về. Ở cái địa ngục này nhiều có ngày đau tim. Trở về nhà mà mình đã chế tạo ra một cây kiếm từ xương rồng. Nhưng mà đây chỉ là cây kiếm nguyên bản thôi. Nó chưa có ABC ghi Z thêm cái gì cả. Cho nên là còn cùi lắm, mình chưa có dùng vội. Còn quả trứng rồng của mình cảm giác nó bị hư rồi sao ấy. Nó ăn cả thịt gà từ lúc nó chưa nở luôn mà nó chả tăng được cái gì cả. Chán quá trời chán, nản quá trời nản. Thế là mình đành đi giết thêm những con rồng khác để xả stress cho vui. Lần này mình lại tiêu diệt được thêm một con rồng lửa nữa. Con này thì vảy màu đỏ. Nhưng mà lần này mình không có lấy vảy nó vội. Mục tiêu lần này của mình nó chính là máu rồng. Lấy cái máu này về thì mình có thể khảm cho cây kiếm của mình trở thành cây kiếm lửa chùa. Và mình đã mượn tạm cái farm của Kuro để farm kinh nghiệm, sau đó enchant đồ. Ngoài ra thì mình còn làm thêm một cái máy đổi chất lượng đồ nữa. Cái máy này sẽ giúp mình đập đồ của mình từ cái đồ phế thải thành cái đồ xịn xò con bò hơn. Dư xương rồng và dư máu rồng thì mình đã làm thêm một cây cung mới và cây cung này cũng khảm máu rồng luôn.
Vậy là sau một thời gian ngồi treo máy và phù phép thì mình đã có một bộ giáp và những cái món vũ khí cực kỳ mạnh. Vậy là giờ mình đã thành một chiến binh thực sự rồi, một kỵ sĩ rồng thực sự rồi. Quan trọng là rồng của mình bây giờ đã lớn, mình cần một cái chỗ để mà nuôi nó nữa. Vậy là mình đã có thể chế tạo giáp kim cương để cho rồng của mình mặc và mình có thể cưỡi được rồng của mình luôn. Trong thời gian là mình ngồi treo cấp farm kinh nghiệm để mà phù phép đồ thì mình cũng cho rồng của mình ăn khá là thường xuyên cho nên nó cũng đã lớn. Đó mà cưỡi thì cực kỳ ngầu luôn nha. Guru đâu? Mang con rồng ghẻ ở đây solo không? Không. Guru, mang con rồng ghẻ ở đây, nhanh. Mang con rồng ghẻ ngày xưa cắn tôi ở đây, mang ở đây. Làm gì? Đây, mang ra đây, mang con rồng ghẻ của ông ra đây em nè. Ngày xưa ông cắn ai, mang ra đây, nhanh. Không, ngu gì? Mang con rồng ghẻ qua đây, chết liền. Là thông minh hiểu không? Ui giời, một tớp đi luôn này. Xong đấy thì Kuro có mượn cái hammer của mình để mà đi đào đá. Xong đến lúc mình xuống đòi thì ông ấy không có trả. Mình đòi mãi thì cũng không đi trả đâu luôn. Bạn ơi hồn què á. Và xong thì ông ấy đã lừa mình. Ông ấy đã dẫn mình đến một nơi và nói rằng cái hammer của mình ở trên đấy lên mà kiếm. Và khi mà mình thò đầu lên kiểm tra thì mình nhận ra đây là một cái hang rồng ở dưới lòng đất á. Và cảm giác con rồng dưới lòng đất nó còn to bự gấp mấy lần con rồng trên mặt đất nữa cơ. Thế là tôi bị lừa rồi. Bạn tốt quá. Bạn báo quá trời báo. Đâu hammer của tôi đâu? Sao tôi thui thế này? Ôi! Ôi giời ơi! Ôi giời ơi! Thằng con! Trời ơi! Cái gì đây? Cái gì? Tối thui à? Từ xây đôi tối quá à? Không thấy cái gì ông ơi! Ôi! Cô ơi! Không thấy gì cô ơi! Bay đi! Bay đi! Bay đi! Bay đi! Bay đi! Tối lắm! Không thấy cái gì hết trơn á! Để tôi nghe tiếng con rồng nó quậy quậy cái gì này ba! Ui! Ui! Nổ đùng đùng creeper! Cái gì vậy ba? Báo! 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 Xây đôi báo quá! Báo quá! Báo ơi! Bắn đi ông! Bắn đi! Con này nó kháng mũi tên, không có trúng. Tôi bắn trúng mà, kháng nào mà kháng ba. Thế hả? Tôi chỉ thấy cái bóng của nó thôi chứ tôi không nhìn được nó luôn á. Nó gần chết rồi đó. Đừng, đừng lại gần, lại gần, nhanh lại gần, nó giết mình á. Ừ, tôi thấy rồi này, tôi thấy, ừ nó chết rồi này. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Cầm đuốc ra đi, tôi thấy tối quá, cầm đuốc đi, cầm đuốc đi. Ồ, 59 cái vảy không ơi. Kiếp chưa gì lấy vảy, người ta còn chưa kịp nhìn nó như nào nữa cái thằng. Cái gì nhìn, ba mấy con rồng hang nhìn làm gì. Cái hammer cũng lấy trộm của người ta, xong rồi con rồng nó cũng ăn ăn mảnh mảnh của mình. Trở lên mặt đất và bọn mình bắt đầu xây những cái ngôi nhà cho những con rồng. Kuro thì xây một cái khu nhìn như cái nhà để xe á, nhưng mà cũng hợp lý thôi. Lúc này thì mình cũng chưa có ý tưởng gì cả, nhưng mà mình không thể nào để con rồng của mình trần trụi ngoài thiên nhiên được. Ít ra cũng cần một cái tổ ấm cho nó, đúng không? Cái con này mày có ăn được giáp rồng không? Mày cứ phụt phụt, bụt 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 bụt, ngứa cả mắt. Gì? Cái con lạc đá ấy nó muốn nó bụt bụt bụt. Mà thiệt tình luôn, lúc này mình không có ý tưởng gì hết á. Loanh quanh một hồi thì mình cảm giác như cái gốc cây á. Thế là mình xây luôn cái cây luôn. Mà do là không có ý tưởng từ ban đầu cho nên là cái cây nhìn nó lệch qua lệch lại. Úi cái não luôn. Xong được ông bạn cũng báo lắm cơ. Tốt quá cơ. Xây xong cái nhà để xe trước cũng qua khịa khịa khịa. Ngứa khỏi mắt. Ôi đâu đâu. Đừng có đi, đừng có đi nữa, đừng có đi nữa. Ê cháy nhà đừng đi nữa. Đấy đấy đấy. Báo báo báo. Ê. Ê, ai làm gì đâu trời, ai làm gì đâu, ai làm gì đâu nhỉ? Cứ đợi đấy, con báo. Ây da, mẹ. Báo đi. Ai làm gì đâu. Báo đuổi báo đúng đi. Làm xong cắm nước vô nha, nó spawn quái, đấm chết á. Cắm rồi. À làm cho tôi tầm mấy tách nước đi, tôi okay. Không có nước đâu. Ok. Tao chọi mày chết nha mày. Đi làm, đi làm, đi làm, đi làm đây, đi làm đây. Nào đúng. Và sau biết bao nhiêu thời gian ngồi đập xong lại xây thì mình cũng hoàn thành được cái chỗ để mà cho rồng nó ở. Đây cũng là lần đầu tiên mình xây những cái công trình kiểu như này mà mình cũng chẳng thấy nó giống cái cây lắm. Nhưng mà thôi không sao, miễn con rồng của mình nó thích là được. Các bạn thấy không, nó nằm ngoan ngoan trên này chứng tỏ nó rất là thích. Vậy là bọn mình đã đầy đủ tất cả mọi thứ mà bọn mình cần rồi. Giờ thì chỉ việc tha hồ đi đánh nhau thôi. Bọn mình đã đi kiếm con rồng Ender để mà qua khiêu chiến với nó. Và trên đường đi thì bọn mình còn gặp được một con rồng băng nữa. Đây là con rồng băng đầu tiên mà bọn mình thấy trong cái map này. Rồng băng này. Tôi ở chỗ khu vực rồng. Ê, ôi, tôi bị cái gì nữa đây? Mày hôn, mày dụ dỗ ai? À? Tao không phải trai tốt nha mày. À nhầm, tao là trai tốt nhưng mà tao không dễ dụ. À, mày muốn bạn tao à? Bạn tao à? Mày muốn nhiều nhiều vô. Ấy, tôi vừa bị con tiên cá nó hớp hồn đúng không ạ? Trong cái táng mắt nó chết queo. Mày không á. Mày hả? Mày đánh anh. Úi, mình rồng lửa. À, mình kiếm lửa, mình khắc chế rồng băng. Chém một cái mấy tôi gì mà. Giòn, 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 giòn. Ui dồi ôi. Nó thổi tôi kìa. Nó đi không? Ý, lắc. Mày lượn nào. Solo quá mày. Ui tính ra tôi cảm giác là dòng lửa mạnh hơn dòng băng hay sao ấy. À không, dòng băng nó có hiệu ứng khống chế, còn dòng lửa ấy không có. Mỗi con mạnh một kiểu. Nó chết rồi. Từ từ nha, đừng lấy ra vảy vội nha. Để tôi lấy ít máu. Mình lấy 4 bình đi là đủ rồi. Okay. Là mỗi thằng một thì kiếm với một thì cung là 4 cái là đủ rồi. Cái thịt rồng đó mình cho rồng ăn được á.
ghê. Loay hoay mãi bên Stronghold một thời gian rất là lâu, mãi thì bọn mình mới tìm được cái cổng để qua bên The End. Kuro thì có mang theo một con rồng gì đấy có thể phun lửa, để mình cứ gọi là rồng hệ lửa đi. Con rồng của mình là rồng nước. Hiện tại thì rồng của mình cũng đủ cấp đủ mạnh để mà có thể phun ra nước rồi. Thế là hai thằng có bên này phụt tung tóe luôn, bắn nát cái The End luôn. Thả rồng ở cho họ tớp nhau. Từ từ mình đập mấy cái bệ ở trên đi, xong mình để mấy con rồng nó cắn nhau với con rồng Ender thử đấy. Ok không, tôi cưỡi rồng tôi phái đây nè. Tính ra mình có cánh mà đâu còn cưỡi đâu mà. Làm màu là giỏi vậy mày. Cưỡi cho ngầu. Ừ, ngầu. Mãi giờ thì bắn được cái nào đâu, rồi ngầu thì phá được cái nào chưa. Từ từ, đang relax, từ từ, ok rồi. Đợi không tôi phá hết rồi mà. Phê. Đây con rồng nó vừa đỡ cho cái bệ này một mũi tên hay sao ấy. Suýt nữa tôi bắn nhầm vào ông kìa. Đây rồi không phá được cái nào chứ vậy. Phá được hai cái rồi đó. Đấy, phá hai cái lồng còn lại đi. Nào, phun nước bọt đi rồng. Còn 6 bình nữa lấy nốt. Đấy ôi, một thằng rồng thở nước, một thằng rồng thở lửa, bọn mày sao mà đỡ được. Thả cho nó uống đi không. Ê, bấm nhầm nút ship rồi. Bậy. Ê, con rồng của mình, ui, con rồng của tôi nó bay theo cắn con rồng Ender này không ơi. Nè, nó tự bay, nó tự cắn nè. Hay hả? Ôi, nó đuổi theo nó cắn này ghê hả? Ôi, sao dừng người bay, sao dừng người, đuổi theo cắn tiếp đi. Mệt hả? Mệt rồi sao hả? Ơ, xuống nó tớp này, tớp. Đúng rồi, tớp nó đi. Cắn nhau đi, đúng rồi. Ui, sao cắn nhau mà nhìn như da phối. Về bậy. Ê, cảnh này đau mắt quá ba. Để tôi phụt với con Enderman đi. Với con Enderman này phiền quá. Ôi, phụt rồng tôi. Tôi đang thở con rồng nè. Ông thở tôi á. Ông thở nó có mất máu đâu. Mình cảm giác rất là kỳ lạ. Những con rồng của mình không thể nào tấn công được vào con rồng The End. Cảm giác như là con rồng này là thuộc một cái giống loài gì đấy đẳng cấp khác ấy. Con rồng của mình và Kuro rõ ràng là có bay theo để mà cắn vào con rồng này, nhưng mà nó không gây được một chút sát thương nào cả. Cảm giác con rồng Ender này là một con rồng bậc cao này, là một con rồng kiểu thượng cổ ấy. Nhìn hai con rồng nó cứ dí theo nó cắn, chả mất tí máu nào cũng thương. Thôi thì mình đành tự kết liễu vậy. Chứ để những cái rồng nó bay đi bay lại này trông ngứa mắt quá. Toàn bắn nhầm rồng của Kuro thôi. Lỡ bắn chết rồng của Kuro, ông ấy lại lăn ra ông ấy bắt đền thì khổ. Có một cái tấm thân thôi, không có gì đâu mà đền. Coi sức mạnh của kiếm rồng đây. Kiếm rồng Vunichan đây. Kiếm rồng lửa chùa đây. À nhầm, kiếm rồng lửa đây. Dâm ma con rồng Ender thích ao trình không? Ao trình này. Nhơn. Ê, cái đám hai con rồng của mình với Kuro nó cạp hết cái đám Enderman luôn này. Rớt ra một đống ngọc khỏi gần dây farm luôn. Thích ha. Ê, trứng rồng này. Ơ, từ từ. Trứng rồng này có ấp được không? Ấp được. Ngon nhỉ. Nó là của tôi, nó là của tôi. Nó là của tôi. 20 còn lâu ông mày lấy được. Ê, đuốc. À, nó tôi không lấy được. Hả? trứng rồng rào thì cũng có nhiều, nhưng mà riêng rồng Ender chỉ có một con thôi. Của tôi. Tôi thấy trước nha. Của tôi. Tôi thấy trước nha. Không biết nha. Con rồng trong hang ông lấy bảy một mình rồi, giờ con này là của tôi nha. Ông mình đào cho nó lấy. Vậy là cuối cùng bọn mình đã hoàn thành thử thách 100 ngày sinh tồn trong thế giới rồng này rồi. Hiện tại thì mình là người nắm giữ quả trứng rồng Ender. Và nếu các bạn thích series này thì quên cho mình một like và một comment để cho mình biết nhá. Nếu series này được các bạn ủng hộ nhiều thì mình sẽ tiếp tục làm video 200 ngày. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.